trình bày với các bạn cái bài giảng lý thuyết về chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phế quản cấp. Đây là một cái bệnh lý khớp viêm rất là cần thiết trong chương trình giảng dạy của phân môn cơ xương khớp mà các bác sĩ đa khoa tương lai như các bạn thì chắc chắn cần phải nắm vững. Thế cái đấy là mà nó cũng nằm trong chương trình thi quốc gia của các bạn đấy. Thầy Ngọc coi như là thầy Ngọc là trưởng phân môn khớp và đã soạn khoảng 500 câu 500 câu thi QCM của các bạn đấy. Và nên các bạn, nếu các bạn mà chú ý lắng nghe những các cái câu hỏi, những các cái bài học của thầy Ngọc ấy, thì các bạn sẽ rất là vui vẻ, rất là dễ khi mà rất thuận lợi khi mà các bạn coi như là đi thi, thi trắc nghiệm hoặc là thi nội trú hay là thi những các cái về thi vào nội trú hay là thi tốt nghiệp quốc gia hay là thi cao học nội trú nghiên cứu sinh đều có câu hỏi của thầy Ngọc đấy nhá. Thì các bạn rất là lưu ý những vấn đề này. Thế thì các bạn chịu khó chăm chú lắng nghe những câu hỏi của thầy Ngọc, vì cái này nó những các cái vấn đề thầy Ngọc trình bày, vì thầy Ngọc highlight những các cái điều mà nó không có trong sách giáo khoa hoặc là có ít nhưng các bạn, nhưng mà thầy Ngọc giảng thì thầy Ngọc coi như là sẽ hệ thống lại cho các bạn, thì các bạn đọc sách nó sẽ rất là tốt và nó còn có cả rất là nhiều ý nghĩa trong cái chuyện các bạn không học về chuyên ngành cơ xương khớp mà các bạn áp dụng những các cái công thức của thầy trong tất cả các cái chuyên ngành khác, dù là tim mạch hay là hô hấp hay tiêu hóa, thận tiết niệu, mắt, rồi tai mũi họng, đủ mọi thứ, nội ngoại sản nhi đều áp dụng công thức này hết. Vì nếu mà nó không có trong sách giáo khoa, những điều thầy Ngọc nói không trong sách giáo khoa thì bạn cũng tự tìm được cũng tự tìm được cái cách để các bạn coi như là giải quyết được. Đây thầy Ngọc hướng dẫn cho các bạn một vài những các cái cách thì các bạn làm mẫu rồi thì các bạn sau này làm cái gì các bạn làm được. Đấy, các bạn phải nhớ nốt lại cái điện thoại của thầy Ngọc nhá, 0912210209, và sau này cần thì cứ kết bạn Zalo thầy, gửi tin nhắn nhé, cần gì có sự giúp đỡ gì về học, có những các cái chưa nắm vững được vấn đề gì hoặc là về xương khớp hoặc là cái vấn đề về người nhà ấy, thì các bạn thầy Ngọc sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Các bạn kết bạn Zalo với cả thầy. Thế thì cái nội dung bài thuyết trình của thầy Ngọc này gồm có 4 phần nhé. Thứ nhất là đại cương về viêm phế quản thấp, thì cung cấp cho các bạn kiến thức cơ bản về nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của bệnh viêm phế quản thấp, giúp cho các bạn nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của các cái triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm. Và cái điều đó rất là cần thiết cho thời gian đi học lâm sàng của các bạn. Cái phần đại cương cũng giới thiệu công thức chẩn đoán xác định của thầy Ngọc, giúp cho các bạn tập trung nắm được cái cách chẩn đoán xác định bệnh viêm khớp dạng thấp một cách toàn diện, mở đường cho cá thể hóa điều trị. Cái phần thứ hai là phần chẩn đoán bệnh viêm khớp dạng thấp, đó là giới thiệu, thầy Ngọc giới thiệu cho các bạn 7 bước dẫn đến chẩn đoán xác định bệnh viêm khớp dạng thấp. Thì đầu tiên là giới thiệu các cái triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng đặc trưng cho bệnh viêm khớp dạng thấp, giúp chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán xác định. Và chúng tôi cũng đi sâu phân tích giá trị của cái tiêu chuẩn chẩn đoán mới của bệnh viêm dạng thấp là tiêu chuẩn đồng thuận Âu Mỹ năm 2010, và tìm ra một số ưu điểm của cái tiêu chuẩn chẩn đoán này so với tiêu chuẩn của ACA năm 1987. Mà đến cái tiêu chuẩn này vẫn là tiêu chuẩn được áp dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn nếu mà chỉ nêu cái tên bệnh viêm dạng thấp là chưa đủ, và các bước tiếp theo thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn là đánh giá toàn diện 7 tiêu chí của bệnh viêm khớp dạng thấp cũng như bệnh kèm theo. Như vậy thì phần chẩn đoán cũng hướng dẫn các bạn làm theo từng bước công thức để chẩn đoán xác định bệnh viêm khớp dạng thấp. Cái phần thứ ba là điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp, thì giới thiệu các nguyên tắc điều trị bệnh, cập nhật một số phác đồ điều trị viêm khớp dạng thấp mới của Hội Thức Khoa học của Mỹ, Hội Thức Khoa học châu Âu, và đặc biệt là giới thiệu cái vấn đề về sử dụng các cái thuốc sinh học, đó là một cuộc cách mạng mới trong điều trị viêm khớp dạng thấp. Cái phần 4 là giới thiệu một số biện pháp dự phòng viêm khớp dạng thấp. Đấy là những các cái nội dung mà thầy Ngọc muốn nói các bạn, thì cái này nó rất là thú vị. Đấy, thì các bạn nên cố gắng lưu ý về cái này. Thế thì cái tiếp theo thì
Thầy Ngọc muốn giới thiệu cho các bạn đại cương về cái bệnh viêm khớp dạng thấp ở Việt Nam. Thì thực sự là đây là một cái bệnh khớp viêm rất là phổ biến. Ví dụ như là ở bệnh viện Bạch Mai thì cái viêm khớp dạng thấp chiếm đến 20% số bệnh nhân điều trị khớp nội trú, chủ yếu là gặp ở nữ giới tuổi trung niên. Thì các bạn thấy là tại sao lại cái bệnh viêm khớp dạng thấp lại chiếm đến 1/5 cái bệnh nhân mà nằm ở nội trú ở khoa khớp bệnh viện Bạch Mai? Nguyên nhân là nếu mà bệnh nhân mà bị cái khớp ở chi dưới, bị viêm khớp chi dưới thì không thể đi lại được. Nếu mà bị bệnh nhân bị viêm các khớp ở chi trên thì không làm việc được. Nếu mà bệnh nhân bị viêm cả khớp chi trên chi dưới thì tàn phế. Nên những các bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đến bệnh viện Bạch Mai thực sự là những các người bị tàn phế, và họ bắt buộc họ phải đến bệnh viện. Thế chính vì vậy họ chiếm một cái số lượng nó quá đông như thế. Và ngoài ra ấy, thì bệnh lại có không những các cái tổn thương ở khớp mà ngoài khớp cả nhiều cơ quan khác như phổi, tim, mắt và thần kinh. Và bệnh có cái tỷ lệ tàn phế cao do cái tình trạng phá hủy khớp gây nên. Do vậy nếu không được chẩn đoán và theo dõi điều trị kịp thời và đúng phác đồ thì bệnh sẽ trở nên tàn phế, bệnh nhân sẽ tàn phế rất là nhanh. Thế cái việc điều trị đòi hỏi thì phải rất lâu dài và tốn kém cho bệnh nhân, gia đình và cái hệ thống y tế. Một cái đặc điểm của cái quản lý bệnh nhân điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp là bệnh thường đến khám giai đoạn muộn. Đấy, có điều kiện kinh tế khó khăn, hiểu biết hạn chế, ít tuân thủ điều trị hay là tự điều trị hoặc là lạm dụng corticoid. Nên chính vì vậy thì các bạn cái vấn đề về giáo dục bệnh nhân hay là điều trị bệnh nhân một cách hợp lý và phù hợp với hoàn cảnh của từng người là rất là quan trọng. Thế thì cái về đại cương viêm khớp dạng thấp ấy, thì các bạn nhìn thấy lưu ý rằng ở phía bên trái các bạn ấy, thì viêm khớp dạng thấp là một cái bệnh viêm không đặc hiệu xảy ra chủ yếu ở các khớp, gây tổn thương màng hoạt dịch của khớp là đầu tiên, sau đó đến sụn khớp và đầu xương dưới sụn. Đấy, diễn biến mãn tính dẫn đến dính và biến dạng khớp. Thì đây là một trong những các cái viêm khớp mãn tính thường gặp nhất ở Việt Nam. Các bạn nhìn thấy chiếm khoảng thậm chí đến, cũng như ở nhiều nước trên thế giới, chiếm thậm chí đến 2% dân số. Thế thì cái về bản chất ấy, thì viêm khớp dạng thấp là một cái bệnh lý tự miễn khá điển hình, tức là nhóm bệnh lý tự miễn là do cái giới sản xuất ra các tự kháng thể đấy. Thì khá điển hình ở người dưới dạng viêm mãn tính ở nhiều khớp ngoại biên với những các cái biểu hiện là các cái sưng khớp, đau khớp, cứng khớp buổi sáng và đối xứng hai bên. Và viêm khớp dạng thấp không phải là chỉ tổn thương khớp mà tổn thương cả xương nữa. Đấy, hoặc là tổn thương gây những các cái biểu hiện toàn trạng, ví dụ mệt mỏi, xanh xao, sốt, gầy sút, thiếu máu. Và ngoài ra nữa thì nó có thể tăng những các yếu tố nguy cơ về tim mạch đến gấp 4 lần, dẫn đến gia tăng cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, hoặc là cái bệnh lý ác tính như là u lanh phô thì tăng gấp 2 lần. Đấy, thì đây là những các cái bệnh lý giới thiệu cho các bạn những các cái đặc điểm chính của cái bệnh. Và đây là một cái bệnh lý toàn thân chứ không phải là chỉ là bệnh lý về cơ xương khớp, mặc dù là những biểu hiện cơ xương khớp là biểu hiện nổi trội. Thế thì cái slide này mô tả cái tổn thương màng hoạt dịch của khớp ở trong bệnh viêm khớp dạng thấp. Thế thì các bạn nhìn thấy ở đây thì cái viêm màng hoạt dịch của khớp là biểu hiện đầu tiên của viêm khớp. Các bạn nên lưu ý cái keyword này nhé. Thế thì cái tác động đầu tiên của viêm khớp dạng thấp lên khớp là gây viêm bao hoạt dịch khớp với sự thâm nhiễm của rất nhiều những các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch như là các lanh phô bào hay là các tương bào hoặc bạch cầu da nhân trung tính. Thế các bạn nhìn thấy là cái màng hoạt dịch khớp ở đây nó dày lên, tăng sinh hình lông đây. Nhưng mà một cái đặc điểm nữa của viêm khớp dạng thấp là sự tăng sinh mạch máu màng hoạt dịch khớp ở vị trí bám tận của màng hoạt dịch của khớp ở đầu xương tạo khớp,
nên tạo thành những các cái gọi là hiện tượng đặc biệt gọi là panis, là màng mạch, là những các cái màng mạch nó như là cái u máu ấy, mà nó phát triển rất là nhanh và gây nên tổn thương bào mòn cái xương rất là nhanh. Và ngoài ra thì nó sẽ làm sụn khớp bị mỏng đi, các bạn nhìn thấy không? Đấy, và có tràn dịch trong khớp. Nếu mà các bạn mà nhìn thấy cái trực tiếp theo cái qua cái ống soi của cái bác sĩ nội soi khớp, đây là hình ảnh, thì thấy hình ảnh của cái nội soi khớp gối ở một cái bệnh nhân viêm thượng thất, thì giúp cho các bạn hình ảnh rõ nét về viêm màng hoạt dịch tăng sinh trong bệnh viêm thượng thất. Chúng ta có thể nhìn thấy màng hoạt dịch bị viêm, phù nề, sung huyết, có thể nhìn thấy màng máu, panis gây tổn thương xương và sụn. Cũng chúng ta có thể nhìn thấy cái màng hoạt dịch khớp bị tăng sinh hình ngón tay, trong hình viên sỏi. Và khi sinh thiết màng hoạt dịch thì thấy rất nhiều tăng sinh hình lâm của màng hoạt dịch, tăng sinh mạch máu tân tạo, hoại tử dạng tơ huyết, thâm nhập nhiều tế bào viêm. Đấy, và người ta thấy rằng nếu mà khi có từ 3 cái tổn thương viêm, tổn thương trở lên, 3 tổn thương mô bệnh học trở lên có thể chẩn đoán xác định viêm dạng thấp. Như vậy thì cái sinh thiết màng hoạt dịch của khớp cũng có thể coi như là giúp cho chẩn đoán bệnh, nhưng mà đây là cái điều rất là khó khăn và phức tạp vì đòi hỏi rất là nhiều máy móc, nên người ta chỉ dùng trong các nghiên cứu thôi, hoặc trong trường hợp mà chẩn đoán phân biệt, hoặc là trong trường hợp mà viêm khớp dạng thấp mà không điển hình về một khớp. Thế thì cái các bạn nhìn thấy là cái nguyên nhân và cái về cơ chế bệnh sinh của cái bệnh viêm khớp dạng thấp thì chưa rõ. Thế thì cái về nguyên nhân thì rõ ràng là chưa rõ, còn bản chất của viêm khớp dạng thấp, tức là nói về cơ chế bệnh, thì người ta hiểu rằng đây là một cái bệnh tự miễn và có rất nhiều những các cái rối loạn về miễn dịch. Các bạn nhìn thấy là cái có rất nhiều những các cái sự tham gia của các yếu tố, ví dụ như là nhiễm khuẩn hoặc di truyền, thì các cái kháng nguyên là những các cái kháng nhân tác nhân gây bệnh khi xâm nhập vào cơ thể gây khởi phát một chuỗi các đáp ứng miễn dịch. Thế thì các bạn nhìn thấy ở đây là có hai loại về rối loạn miễn dịch, là miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Thì trong miễn dịch tế bào thì là các tế bào T, lanh cầu bào, là cái đóng vai trò then chốt. Sau khi mà được các tế bào trình diện kháng nguyên, xong rồi trình diện đấy, tiếp xúc với kháng nguyên, thì tế bào lanh cầu sẽ tập trung ở nhiều các cái khớp bị ảnh hưởng và giải phóng ra các cytokine như là các cái interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha. Thì các cytokine này là tác động lên các cái tế bào như là lanh cầu B, các đại thực bào hoặc là tế bào nội mô mạch máu, và các tế bào B đến lượt mình sẽ sản xuất ra rất nhiều, đến sẽ chuyển dạng thành các cái tương bào và sản xuất ra các globulin miễn dịch, tạo ra các phức hợp miễn dịch lắng đọng ở màng hoạt dịch của khớp và gây tổn thương khớp. Thế thì ví dụ như ở đây thì là các bạn thấy là các cái rối loạn miễn dịch như là sản xuất ra yếu tố dạng thấp, rheumatoid factor RF, hoặc là cái kháng thể kháng CCP, anti-CCP. Thế thì các cytokine này cũng hoạt hóa một loạt các cái đại thực bào, đấy, sản xuất ra các cytokine khác, gây kích thích cơ màng hoạt dịch khớp, tế bào sụn hoặc tế bào nguyên bào sơ, gây tăng sinh và xâm lấn vào cái sụn, tạo thành những các cái mảng máu, panis. Thì các cái tế bào này phải giải phóng ra các enzyme như là cái men collagenase, đây là gọi là nhóm chung là metalloproteinase, gây hủy hoại sụn khớp, kích thích các cái tế bào hủy khối bào, đấy, gây quá trình tiêu xương. Ngoài ra các cái cytokine này còn hoạt hóa các tế bào nội mô của mao mạch, sản xuất ra những các cái phân tử kết dính và thu hút các tế bào viêm đến khoang khớp, và chính các cái tế bào viêm này lại giải phóng ra các cytokine khác một loạt và tạo nên vòng xoắn bệnh lý, hình thành màng máu của màng hoạt dịch của khớp, và hậu quả là gây nên tổn thương bào mòn xương,
sụn và dẫn đến dính và biến dạng khớp. Để các bạn nhìn thấy rất là nhiều những các cái cơ chế miễn dịch là được giải thích ở đây, và cái này sẽ là cơ sở cho chúng ta tạo ra những loại thuốc để ức chế những các cái thành phần miễn dịch đấy, và để ngăn chặn cái quá trình hủy hoại khớp. Thế thì khi mà các bạn đã hiểu được cái nguyên nhân viêm thượng thấp là bệnh lý toàn thân có chủ yếu tổn thương ở khớp, và nguyên nhân thì chưa rõ, đó là cái sự kết hợp của những cái yếu tố về di truyền, hoặc là những các yếu tố về cơ địa, hoặc là những cái yếu tố nhiễm khuẩn, hay là những thói quen xấu như là hút thuốc lá chẳng hạn. Thế thì những các cái đấy thì là nó sẽ gây nên rối loạn miễn dịch, và kết quả là viêm màng hoàn dịch khớp, và dẫn đến khớp bị, tất cả các cái cấu trúc của khớp đều bị tổn thương, cả sụn khớp, xương và dây chằng bao khớp, và dẫn đến cứng khớp, dính khớp và tàn phế. Thế thì cái để chẩn đoán ra cái bệnh này thì chúng ta áp dụng cái công thức chẩn đoán xác định của thầy Ngọc là viêm bệnh chính, viêm thượng thất, LF dương tính chẳng hạn, và bệnh kèm theo thì đây là bệnh khớp, thì là bệnh khớp khác, bệnh ngoài khớp, biến chứng bệnh khớp, bệnh ngoài khớp và biến chứng do điều trị. Thế thì các bạn tất cả những cái này đều phải theo cái tiêu chuẩn phân loại bệnh quốc tế, những các cái phần nào các bạn chẩn đoán ra đấy, các bạn theo được đúng cái này đấy, các bạn đúng được những các cái tiêu chuẩn của ICD-10 thì các bạn nốt vào trong cái phần này. Thế thì cái ví dụ đấy, là các bạn biết là viêm khớp thượng thất thể huyết thanh dương tính, ok, giờ vì là nó mãn là M05, ở đó loãng xương, viêm loét dạ dày, hội chứng cơ sinh, tiền sử dị ứng ampicillin, ung thư vú phải được phẫu thuật, ví dụ. Thế thì như vậy thì các bạn lưu ý là việc cái nêu các bệnh kèm theo của bạn cũng không thể tùy tiện, mà cũng rất là cần theo một cái trình tự mức độ quan trọng. Bệnh nào quan trọng nguy hiểm thì bạn đặt lên đầu tiên. Ví dụ như bạn thấy đây nha, biến chứng của bệnh khớp là bệnh viêm thượng thấp là loãng xương thì bạn cũng phải đặt lên ngay sau cái phần bệnh khớp chính, để khi mà điều trị bạn chú ý điều trị luôn viêm khớp thượng thấp và điều trị loãng xương. Còn các cái phần còn lại thì bệnh nào quan trọng thì các bạn đặt lên trước, ít quan trọng thì các bạn đặt xuống đằng sau, và yếu tố nguy cơ thì các bạn đặt dưới cùng. Cái vấn đề về thứ hai là các bạn nếu 7 tiêu chí thì các bạn vẫn lưu ý là cái phần này là các bạn đặt trong cái bệnh án sinh viên nhá. Đấy, thì bạn cần phải lưu ý 7 tiêu chí của bệnh và việc tuân thủ trình tự chẩn đoán ở đây. 7 tiêu chí này giúp cho chúng ta xác định được bệnh đang ở giai đoạn nào, biểu hiện chính ra sao, mức độ hoạt động bệnh như thế nào để có thể chọn biện pháp điều trị phù hợp, cũng như là tiên lượng. Việc xác định được cái đặc điểm và yếu bệnh và bệnh nhân chính là đánh giá yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, giúp cho chúng ta tư vấn cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Thế thì đây là ví dụ là cái cách mà các bạn làm cái bệnh án ở trên lâm sàng, các bạn phân tích cái bệnh. Thì đây là cái mẫu mà điền thông tin vào 7 cái chỉ số, các bạn nhìn thấy không? Theo 7 tiêu chí lựa chẩn đoán bệnh viêm thượng thấp, ví dụ khi nêu tên bạn chỉ cần nêu tên là viêm thượng thấp thôi, theo phân loại ICD-10 này. Thế và bạn cũng cần nói rõ là cái tiêu chuẩn cụ thể là theo tiêu chuẩn nào, trước khi bạn đi trình bày từng triệu chứng cụ thể, thì mỗi một cái tiêu chuẩn chẩn đoán bạn cần các cái tiêu chí khác nhau. Ví dụ bạn cần nêu rõ tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh là: thưa thầy, em chẩn đoán bệnh theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán ACR năm 1987, hay là em chẩn đoán bệnh viêm thượng thất theo tiêu chuẩn đồng thuận Âu Mỹ năm 2010. Đấy, thì bạn thể viết rõ vào đây. Vấn đề nguyên nhân thì bệnh chưa rõ, bệnh tự miễn, đó là liên quan đến nhiều yếu tố như cơ địa này, rồi như nữ giới tuổi trung niên có yếu tố HLA, hay là yếu tố nhiễm khuẩn, hay là rối loạn đáp ứng miễn dịch. Như vậy nguyên nhân này thì nó là bệnh tự miễn nên bạn không cần nêu cái nguyên nhân này khi mà tổng kết 7 tiêu chí, vì
qua cái này bạn chỉ cần lấy viêm gan thấp chính là nó đã bao gồm cái nguyên nhân này rồi. Cái thể bệnh chính là bạn cần nêu là thể bệnh là huyết thanh âm tính hay là dương tính. Thế là nếu mà các bạn nêu là tiêu chuẩn huyết thanh âm tính thì các bạn cũng vẫn chưa kết luận được là thể huyết thanh âm tính nếu mà bạn chỉ định được RF. Nên bạn phải lúc đấy bạn cần làm thêm xét nghiệm là anti-CCP. Chỉ khi hai cái xét nghiệm miễn dịch này âm tính đấy, thì bạn mới kết luận là thể huyết thanh âm tính. Còn nếu mà chỉ cần một trong hai xét nghiệm RF hoặc là anti-CCP là dương tính hay là cả hai xét nghiệm đều dương tính là bạn có thể kết luận là viêm khớp dạng thấp huyết thanh dương tính. Đấy. Thế thì việc chẩn đoán giai đoạn bệnh thì dựa trên lâm sàng cũng như là tổn thương trên X-quang, điển hình là theo cái giai đoạn, ví dụ giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 theo phân loại Sternberger, thì các bạn cũng dựa trên chụp X-quang bàn tay kết hợp với những các cái biểu về lâm sàng. Cái việc mà đánh giá mức độ hoạt động của bệnh ấy, thì dựa trên cái số khớp sưng, số khớp đau, tổn thương trên X-quang hay là trên xét nghiệm bằng vi lăng viêm đấy, hay là cái nồng độ RF hay là anti-CCP. Bình thường các bạn hay kết luận là này, em thấy viêm khớp dạng thấp thì tiến triển, thế là chẳng đúng gì cả. Bởi vì bạn không nên nói cái điều đấy, bởi vì cái điều này nó được phản ánh qua cái mục là mức độ hoạt động của bệnh. Đấy. Cái việc mà tìm hiểu cái biến chứng của bệnh hay do điều trị là rất là quan trọng. Vì tất cả các biến chứng của bệnh hoặc là biến chứng do điều trị thì đều phải được đưa vào cái phần bệnh kèm theo. Đấy, thì các bạn nên lưu ý cái này, nó rất là cụ thể đấy. Nó giúp cho các bạn vớt được một loạt những các cái biến chứng của bệnh hay do điều trị vào cái bệnh lý bệnh, vào cái phần 1 là phần bệnh kèm theo. Thế thì bệnh kèm theo các bạn phải đưa vào này, đặc điểm chính bệnh nhân đưa vào này. Bước thứ hai tức là bạn đánh giá cái phần mà đặc điểm chính của bệnh của bệnh nhân ấy, thì là giúp chúng ta tư vấn trúng đích nhá. Đến cái bước thứ hai là bạn chẩn đoán xác định đầy đủ, ví dụ như là đây, phần 1 là viêm thấp thể huyết thanh dương tính, loãng xương, viêm loét dạ dày, hội chứng cơ sinh, tiền sử dị ứng ampicillin, ung thư vú phải đó. Thế các bạn cần lưu ý đặt dấu chấm sau mỗi bệnh, không đặt dấu phẩy hay dấu gạch ngang. Và đối với đầu tên bệnh thì bạn viết hoa nhá. Thế phần 1 thì các bạn cần lưu rõ trong cái bệnh án chính thức và mỗi bệnh cần đánh mã ICD-10. Điều đó sẽ giúp cho bảo hiểm y tế làm cơ sở pháp lý để thanh toán chi phí y tế cho bệnh nhân. Còn ví dụ về phần 2 đối với 7 tiêu chí, ví dụ như các bạn viết rất là rõ ở đây là viêm dạng thấp thể huyết thanh dương tính giai đoạn 2 mức độ hoạt động bệnh mạnh, có biến chứng viêm loét dạ dày, loãng xương, hội chứng cơ sinh, dị ứng ampicillin, tiền sử ung thư vú phải là phẫu thuật. Thì các bạn lưu ý rằng là cái phần này chỉ xuất hiện trong bệnh án sinh viên để bệnh biện luận cho vấn đề điều trị. Các bạn có nghe rõ không đấy? Chào các bạn có nghe thấy rõ không đấy? Alo? Các bạn đã chú ý lắng nghe, nhưng mà các bạn thế mà có cái vấn đề gì các bạn phải lưu ý ngay cho thầy để thầy Ngọc điều chỉnh nhá. Thế thì tiếp theo thì vấn đề về xác định, chẩn đoán xác định thì nó là một mục riêng. Thì riêng cái tên của cái bệnh viêm thượng thấp thì các bạn phải làm rất nhiều việc để các bạn khẳng định tìm được cái bệnh. Ví dụ như các bạn xác định đầu tiên là chúng ta khảo sát đối tượng có yếu tố nguy cơ viêm khớp dạng thấp. Đó là cái khi mà bệnh nhân viêm khớp, bất kỳ khớp nào mà có yếu tố nguy cơ như thế này thì khả năng mắc bệnh viêm khớp sẽ cao hơn. Và chúng ta cũng cần xác định các yếu tố nguy cơ ở trên từng bệnh nhân cụ thể để có kế hoạch tư vấn một cách phù hợp đối với từng bệnh nhân. Ví dụ như là đây ta thấy là bệnh viêm khớp dạng thấp thường gặp ở nhiều nhất ở phụ nữ tuổi trung niên và nữ giới, có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nam giới đến 2-3 lần. Viêm khớp dạng thấp có thể xảy ra mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở trong bắt đầu độ tuổi từ 40 đến 60. Và chúng ta cần phải khai thác cái tiền sử gia đình
vì cái tỷ lệ mắc cái viêm khớp dạng thấp ở gia đình có bố mẹ bị viêm khớp dạng thấp thì cao hơn 2 đến 3 lần so với gia đình khác. Và chúng ta cũng cần đánh giá tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân, vì cả hai yếu tố cực đoan là béo phì hay là suy dinh dưỡng đều là yếu tố nguy cơ mắc bệnh. Một số những bệnh nhân mà viêm khớp dạng thấp lại có thói quen ví dụ như ăn chay trường, ăn kiêng, làm thiếu dinh dưỡng khiến cái cơ thể bị suy nhược, tác động tiêu cực đến cơ chế, đến tình trạng miễn dịch của cơ thể. Và chúng ta cũng hỏi về cái tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân. Nhiễm khuẩn của bệnh nhân như là ở đường hô hấp hay là đường tiêu hóa hay là bất kỳ vị trí nào, vì các cái nhiễm khuẩn, nhiễm virus kéo dài đều gây rối loạn miễn dịch và có thể là yếu tố khởi phát và làm nặng bệnh. Ngoài ra, có một số cái thói quen xấu như là hút thuốc lá, uống rượu bia, thức khuya. Các bạn sinh viên lưu ý nhá. Stress hay môi trường khí hậu lạnh, ẩm thấp kéo dài cũng có thể làm bệnh nặng hơn. Thầy Ngọc cứ đến thấy một loạt các cái, có lần thầy Ngọc lên hô hấp lại thấy các cái bạn mà một loạt các bạn sinh viên lại coi như là có những các cái đi khám về lao, rồi năm nào cũng có đồng chí nội trú cũng bị lao, nói chung là nhiều vấn đề lắm. Nên các bạn phải lưu ý những các cái yếu tố thói quen thì không tốt, có thể là những các yếu tố nguy cơ mắc rất là nhiều bệnh. Thế thì cái vấn đề về cái xác định, chúng ta bước vào cái phần chẩn đoán xác định cái viêm khớp dạng thấp. Về cái đầu tiên thì chúng ta phải dựa vào những triệu chứng lâm sàng gợi ý viêm khớp dạng thấp. Sau đó chúng ta ra quyết định làm các xét nghiệm về sinh hóa, về miễn dịch hay chẩn đoán hình ảnh là bằng chứng khách quan về bệnh. Khi đó chúng ta có thể chẩn đoán xác định cái viêm khớp dạng thấp với cái độ chính xác cao hơn. Thế thì cái đầu tiên, các cái biểu hiện lâm sàng viêm khớp dạng thấp bao gồm các triệu chứng tại khớp và ngoài khớp. Chúng ta cần lưu ý rằng là viêm khớp dạng thấp chủ yếu gây tổn thương tại khớp, đó là viêm khớp mãn tính tiến triển, đặc biệt là viêm các khớp nhỏ và khớp nhỡ có tính đối xứng hai bên, có thời gian cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 1 giờ. Và chúng ta khi khám khớp có thể phát hiện được cái sưng nóng đau tại các cái khớp bị viêm và ít khi có tấy đỏ. Nên có những trường hợp mà các bạn coi như là nói sinh viên mà bắt đầu báo cáo với thầy Ngọc là em thầy bệnh nhân viêm khớp rồi có sưng nóng đỏ đau khớp mà chẩn đoán là viêm khớp dạng thấp, thì các bạn thầy Ngọc biết ngay là các bạn là nói không khai thác bệnh án, không khai thác, không xem bệnh nhân. Bởi vì trên thực tế là dấu hiệu đỏ khớp là rất ít gặp ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp. Cái biểu hiện sưng khớp này các bạn nhìn thấy ngón tay hình thoi rồi sưng các khớp như thế thì có thể là do sưng phần mềm hoặc do tràn dịch khớp. Và nếu mà không được điều trị sớm và đầy đủ thì bệnh nhân sẽ bị dính vào biến dạng các khớp do phá hủy các cái khớp gân dây chằng gây bán chật khớp. Và đến chật khớp các bạn nhìn thấy hình ảnh bàn tay gió thổi rất là rõ, lệch trụ rất là rõ, các biến dạng các khớp rất là rõ, teo những các cái cơ gian đốt, đây là làm cho những các cái, các bạn nhìn thấy không, rồi đây sưng ở những các cái khớp bàn ngón, đây là biểu hiện của cái lưng lạc đà. Đấy, thì các bạn có 7 cái tiêu chí, các bạn đã học I3 là có 7 triệu chứng biến dạng điển hình của bàn tay của bệnh nhân viêm thượng thấp, là các bạn nhìn thấy ví dụ như là bàn tay gió thổi, ngón đây bàn tay gió thổi, ngón tay hình thoi, ngón tay có hình thoi, rồi ngón tay hình cổ thiên nga, biến dạng cổ thiên nga, và ngón tay thợ thủ khuyết, ngón tay cái hình chữ Z, hoặc là bàn tay lưng lạc đà, bàn tay thầy tu. Đấy là những các cái 7 dấu hiệu khi mà hỏi thi các bạn cần phải, thầy Ngọc đã dạy cho các bạn, thế là các bạn phải nắm vững, đặc biệt là các thầy đã phân môn khớp đã giảng cho các bạn từ năm I3. Đấy, thế thì cái đặc điểm về giải phẫu của cái giải phẫu bệnh của viêm khớp trong cái viêm khớp dạng thấp đây là viêm khớp hủy hoại, tức là tất cả các thành phần của khớp như màng ngoại dịch của khớp hay là sụn khớp hoặc là đầu xương
đấy, đều bị hủy hoại ở mức độ khác nhau, làm khớp bị biến dạng đấy, dẫn đến tàn phế. Thế thì tính chất viêm của các cái đợt này cũng ở giai đoạn khởi phát là bắt đầu bệnh 80% là bắt đầu từ từ tăng dần, tức là có tính chất tiến triển từ khớp này sang đến đợt khớp khác. Sau đó 15% thì là đột ngột với dấu hiệu viêm cấp. Thế cái này thì là dễ bị chẩn đoán nhầm với gút đấy, các bạn lưu ý 15% nhá. Đa số là viêm một khớp, ví dụ như là những các cái khớp bàn tay thôi đấy, cổ tay, bàn ngón tay, khớp ngón gần, rồi khớp gối, rồi chuyển sang các cái khớp khác. Thì giai đoạn toàn phát thì là có viêm nhiều khớp nhỏ, khớp nhỡ, có tính chất đối xứng ở hai bên đấy, ở chi trên là bắt đầu từ khớp bàn, khớp các khớp nhỏ của ngón tay, rồi bàn cổ tay, khớp khớp cổ tay và khớp đến khớp khuỷu, còn chi dưới là các khớp bàn cổ chân và đến khớp gối. Chỉ ở cái giai đoạn muộn đấy, thì mới gây tổn thương ở các cái khớp gốc chi. Các bạn nhớ nhé, khớp gốc chi này, khớp háng này, khớp vai là giai đoạn muộn, hay là cái đốt sống cổ hoặc là thái dương hàm là giai đoạn muộn, khớp đòn cũng là giai đoạn muộn. Nếu bệnh nhân viêm cột sống cổ thường là dấu hiệu tiên lượng nặng của bệnh, có thể xuất hiện bán thực khớp độ trục gây nên chèn ép kỳ cổ, nhưng mà đấy là giai đoạn rất là muộn, thì các bạn lưu ý thế. Thế thì biểu hiện ngoài khớp thì bệnh nhân có thể có những biểu hiện toàn thân như là sốt nhẹ, rồi da xanh, ăn ngủ kém, gầy, rối loạn thần kinh thực vật. Thế khi thăm khám có thể các bạn dấu hiệu về teo cơ rõ rệt ở vùng quanh khớp viêm, hoặc là viêm gân, đặc biệt là gân asin, hay là xương thì bị mất chất khoáng đấy, loãng xương gây nên gãy xương. Thế viêm khớp dạng thấp thì không chỉ phá hủy hệ thống vận động xương khớp mà còn gây nên tổn thương da, mắt, phổi, tim, mạch máu. Ở da là cái hạt thấp dưới da, các bạn nhìn thấy đây, thì đó là những các cái hạt mà có cái nổi gồ lên mặt da, chắc, ấn chắc, không đau, có đường kính đến 2 cm, vị trí thường gặp ở trên xương khớp xương trụ gần khớp khuỷu và trên xương chày gần khớp gối, số lượng từ 1 đến vài hạt. Và biểu đấy, còn biểu hiện nội tạng thì có thể gặp rất là nhiều, như là tràn dịch màng tim, màng phổi. Ngoài ra có thể là viêm giác mạc, mống mắt, rồi hội chứng chèn ép thần kinh trong thần kinh giữa. Đấy, thì rất là nhiều những các biểu hiện kèm theo. Ở đây x-quang thì các bạn nhìn thấy rất là rõ là đây là cái x-quang bàn tay bình thường, ngón tay bình thường. Đây là dấu hiệu bào mòn xương ở vị trí bán tận màng ngoài dịch, các bạn nhìn thấy khác so với gút nha. Ở giai đoạn nặng thì bán tật khớp này, rồi các cái xương, khối xương cổ tay là bị viêm dính này, khe khớp là bị hẹp này, đây là biểu hiện điển hình. Thế thì cái dấu hiệu thường thường thì là chụp x-quang khớp bàn tay thẳng hoặc là khớp bị, hay các khớp bị tổn thương, thì dấu hiệu x-quang điển hình của viêm khớp dạng thấp như các bạn nhìn thấy là hình bào mòn, hình khuyết xương, hẹp khe khớp, hình hốc, mất chất khoáng đầu xương, sau cuối cùng là hủy hoại xương khớp và đầu xương gây nên dính và biến dạng khớp. Thế thì cái chẩn đoán sớm, một số hiện nay áp dụng phương pháp chẩn đoán sớm là xuân để đánh giá tình trạng tràn dịch khớp, viêm màng hoặc dịch khớp. Đây các bạn nhìn thấy dấu hiệu tăng sinh mạch trên Doppler. Đấy, bào mòn xương đánh giá tình trạng thiếu máu bằng siêu âm Doppler, vừa để chẩn đoán vừa để theo dõi điều trị. Chụp cùng từ thì xác định sớm các cái tổn thương bào mòn khớp. Đấy, hơn so với x-quang và giúp chẩn đoán sớm và đánh giá được cái tình trạng về tràn dịch khớp. Đấy, có thể dùng theo đại chẩn đoán bệnh, theo dõi tiến triển của bệnh và đánh giá được cái vấn đề kết quả điều trị, tuy nhiên giá thành tương đối cao. Thế thì về cái chẩn đoán về hội chứng viêm miễn dịch thì chúng ta cần làm thêm các cái xét nghiệm đặc hiệu phát hiện hội chứng viêm miễn dịch có giá trị chẩn đoán và tiên lượng. Cái viêm khớp dạng thấp đó là cái tình trạng ví dụ như thiếu máu, bi lăng viêm, tăng máu lắng và CRP cao, rồi các cái bi lăng miễn dịch bao gồm yếu tố dạng thấp và anti-CCP. Thì các bạn
Lưu ý rằng yếu tố hạng thấp là các cái globulin miễn dịch kháng lại cái đoạn Fc của phân tử globulin IgM. Thế có 75% những bệnh nhân viêm khối hạng thấp là có RS dương tính, thường là những bệnh nhân có HLA-DR4 và thể bệnh nặng tiến triển nhanh. Và cái hiệu giá kháng thể RF cao được xem là yếu tố tiên lượng nặng của bệnh. Đấy, thế thì các bạn nên lưu ý rằng như thế nha, khi mà các bạn làm thì có 25% là âm tính đấy nha. Thế thì bổ sung là kháng thể kháng anti-CCP là anti-cyclic citrullinated peptide antibody thì có cái độ đặc hiệu cao đến 98%. Thế người ta thống kê rằng là có tới 93% những các cái người mà viêm chỉ viêm khớp mà chưa xác định rõ ràng là viêm khớp hạng thấp hay không, nếu mà có anti-CCP dương tính thì sẽ tiến triển thành viêm khớp dạng thấp trong vòng 3 năm. Và như vậy thì là anti-CCP tăng cao cũng được xem là yếu tố tiên lượng nặng của bệnh. Tức là các cái yếu tố này vừa có xác định là yếu tố chẩn đoán và yếu tố tiên lượng. Thế thì hiện nay về tiêu chuẩn chẩn đoán của ACR năm 1987 là vẫn được phổ biến sử dụng rộng rãi tại Việt Nam và trên thế giới, vì đây là một cái phương pháp chẩn đoán hiệu quả và thường sử dụng cho những các cái trường hợp mà có bệnh nhân có biểu hiện nhiều khớp và thời gian diễn biến bệnh khớp viêm trên 6 tuần. Đấy, thế thì tiêu chuẩn ACR năm 1987 này thì có cái độ nhảy và độ đặc hiệu khoảng 90% ở những bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đã tiến triển. Ở giai đoạn bệnh mà mới khởi phát ấy, thì cái độ nhảy chỉ dao động từ 40 đến 90%, một đặc hiệu từ 50 đến 90%. Và cái tiêu chuẩn này gồm có 7 tiêu chí, trong đó có 5 triệu chứng lâm sàng, 1 xét nghiệm và 1 X-quang. Và chẩn đoán viêm khớp dạng thấp xác định khi mà bệnh nhân có 4 tiêu chuẩn chẩn đoán trở lên. Và cái triệu chứng viêm khớp là tiêu chuẩn 1 đến tiêu chuẩn 4, có thời gian diễn biến phải lớn hơn 6 tuần và được bác sĩ thăm khám chứng nhận. Trong cái điều kiện ở Việt Nam do thiếu các phương tiện chẩn đoán thì chỉ cần chẩn đoán xác định dựa vào cái yếu tố là nữ giới tuổi trung niên có viêm các khớp nhỏ ở bàn tay, hai bàn tay phối hợp các khớp gối, cổ chân và khớp khuỷu và có tính chất đối xứng, có dấu hiệu cứng khớp buổi sáng kéo dài trên 1 giờ và diễn biến trên 2 tháng. Thế thì tuy nhiên thì tiêu chuẩn ACR chưa chẩn đoán được bệnh ở giai đoạn sớm, do đó Hội Thuốc học Hoa Kỳ kết hợp với Liên đoàn chống thuốc khớp châu Âu OLA đã áp dụng tiêu chuẩn đồng thuận Âu Mỹ năm 2010 để chẩn đoán viêm khớp dạng thấp. Thì cái tiêu chuẩn này thì có thể giúp cho chẩn đoán sớm các khớp viêm dưới 6 tuần và ở thể ít khớp. Đấy là một cái ưu điểm của cái tiêu chuẩn này. Và vì lý do là cái chẩn đoán sớm và điều trị sớm viêm khớp dạng thấp giúp cho giảm cái nguy cơ tàn phế và tối ưu hóa chất lượng sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, áp dụng tiêu chuẩn ACR/ELA năm 2010 cần luôn phải theo dõi đánh giá lại chẩn đoán, vì nhiều trường hợp đây cũng là biểu hiện sớm của một cái bệnh lý khớp khác, không phải là viêm khớp dạng thấp. Đấy, thế như vậy là cái đối tượng để đưa vào cái chẩn đoán viêm khớp dạng thấp theo ELA ACR năm 2010 là các bệnh nhân có ít nhất là một khớp nha, được xác định là viêm màng hoạt dịch trên lâm sàng hay là viêm màng hoạt dịch khớp không do những các cái bệnh lý khác gây nên. Đấy, thế thì cái điểm mới của cái tiêu chuẩn này sau tiêu chuẩn của ACR 1987 là có hai cái điểm mới, đó là tiêu chuẩn xét nghiệm viêm cấp bao gồm cái định lượng anti-CCP và định xét nghiệm. Thứ nhất là tiêu chuẩn xét nghiệm viêm cấp gồm cái định lượng CRP và máu, tốc độ máu lắng. Cái thứ hai là xét nghiệm huyết thanh, bổ sung thêm xét nghiệm anti-CCP. Thế, và ngoài ra thì tiêu chuẩn này loại bỏ cái tiêu chuẩn hạt thấp dưới da vì có tỷ lệ xuất hiện rất là thấp, chỉ có khoảng 5-10%. Và tiêu chuẩn X-quang thì xuất hiện muộn, thường chỉ sau 1-2 năm.
Nếu mà người bệnh có từ 6 điểm trở lên thì có thể chẩn đoán xác định là viêm huyết dạng thấp. Thế thì cái bạn tiếp theo là các bạn cần phải chẩn đoán giai đoạn của bệnh. Cái chẩn đoán giai đoạn của bệnh viêm huyết dạng thấp thì chẩn đoán trên là tiêu chuẩn dựa trên tiêu chuẩn về lâm sàng kết hợp với tiêu chuẩn X-quang theo phân loại của Steinbrocher. Ví dụ như là người ta chụp X-quang khớp cổ tay, lấy ví dụ thế, thì là có 4 giai đoạn. Thì giai đoạn 1 thì chưa thấy thay đổi, chủ yếu chỉ thấy dấu hiệu là tăng thấu quang và dấu hiệu phần mềm bị sưng ở trên X-quang. Thì đấy là giai đoạn đầu tiên của bệnh. Giai đoạn 2 là bắt đầu đã có hình ảnh hủy hoại cấu trúc của khớp, ví dụ như là tổn thương ở đầu xương tại khớp, có dấu hiệu bào mòn xương hoặc sụn khớp, đã hẹp khe khớp. Giai đoạn 3 là tổn thương nặng hơn, là đã trên lâm sàng nó bắt đầu có những các cái biến dạng về các cái bàn tay, ví dụ như bảy vài triệu chứng tiêu chuẩn trong 7 cái tiêu chí bàn tay bệnh nhân viêm huyết dạng thấp như thầy Ngọc vừa nói trình bày bạn phần trước. Nguyên nhân là khớp đã dính một phần. Giai đoạn 4 là dính khớp hoàn toàn và gây biến dạng khớp trầm trọng, là gây tàn phế, mất chức năng của khớp. Thế thì ở đây thì các bạn nhìn thấy là cái thường thường thì là đối với cả bác sĩ về lâm sàng không phải chuyên khoa, thì khi mà các bạn điều trị thì các bạn thấy rằng chỉ chủ yếu dựa vào cái tiêu chí về viêm. Đấy. Thế thì tuy nhiên thì các nhà chuyên khoa về xương khớp họ lại không chỉ dựa vào đó, họ phải dựa vào cả vấn đề về chức năng hoặc là tổn thương X-quang. Thì ở đây các bạn thấy rằng trong cái sự đặc biệt của những các cái tiêu chí này, những các cái diễn biến này ở trên cái bệnh viêm dạng thấp, thì các bạn nhìn thấy biểu hiện viêm này thì nó tiến triển thành những các cái đợt cấp, thay đổi tùy theo đợt cấp, xong rồi lại lùi bệnh, tiến triển bệnh xong lùi bệnh. Thế tùy theo cái đợt từng đợt tái phát, nhưng mà càng về sau, lúc đầu thì có tính chất tiến triển là đầu tiên vài một khớp, rồi đến vài khớp, rồi nhiều khớp, rồi tất cả các khớp đều bị, xong rồi các cái khớp này thì lại tiến triển thành từng đợt, mỗi đợt lại tổn thương thêm vài khớp nữa. Thế thì càng về sau các khớp tổn thương càng nặng và biến dạng, thì biểu hiện viêm thì lại có tính chất giảm, các bạn nhìn thấy không, lại giảm bớt đi. Thế tuy nhiên thì cái mức độ về hoạt động, mất cái hoạt động chức năng thì lại tăng dần lên, cùng với những các cái biểu hiện tổn thương trên X-quang lại tăng dần lên, khiến cho bệnh nhân tàn phế. Như vậy thì trên lâm sàng các bạn phải chú ý không chỉ những các triệu chứng lâm sàng, bạn chú ý để đến đánh giá cả cái hoạt động chức năng và tổn thương trên X-quang. Thế thì tiếp theo thì chúng ta cần đánh giá cái mức độ hoạt động của bệnh. Cái mức độ hoạt động của bệnh thì đầu tiên là đánh giá đơn giản là đánh giá theo thang điểm VAS, Visual Analog Scale, và đánh giá cái cường độ đau theo cái cảm giác chủ quan của người bệnh. Thì người ta sử dụng một cái thước để đánh giá một mặt của thước có hiển thị cái hình ảnh mặt của cái người bị đau, mặt của người ở các cái trạng thái khác nhau. Đấy. Mặt sau thì chia thành 10 vạch, mỗi vạch cách nhau 10 mm, và cũng từ 1 đến 10 đây, 10 cm. Là khi mà yêu cầu bệnh nhân, khi mà bạn coi như là người bệnh chọn cái ở mức độ biểu diễn tình cảm như nào, thì là bạn đánh giá vào đây, thì bạn sẽ xác xong lật sang mặt sau để đánh giá được cái tương ứng cái điểm đau của mặt sau. Và đánh giá cái tình trạng đau dựa cho cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt của bệnh nhân ở mặt trước, và đánh giá cái điểm là ở mặt sau. Thì kết quả nếu mà từ bệnh nhân không đau, tức là khuôn mặt cười này, thì là không điểm. Đấy, từ 10 đến 40 là đau nhẹ. Đấy, 5 đến 6 thì là đau vừa. Rồi 70 là đau nặng. Đấy, thì các bạn có thể đánh giá. Cái này rất là quan trọng. Nó giúp cho các bạn, nếu đánh giá, giúp cho các bạn cái đánh giá được cái tình trạng bệnh và đánh giá cái vấn đề về điều trị. Bởi vì nếu mà bệnh nhân đau nhiều, các bạn điều trị ngay lập tức và điều trị khẩn trương, thậm chí phải tuyên truyền. Thế thì cái tiếp theo,
thì cái đánh giá của VAS là tương đối là chủ quan. Thế nên các bạn lại phải coi như là dùng những các cái biện pháp điều trị, biện pháp mà đánh giá mức độ hoạt động bệnh một cách khách quan. Đó là các bạn sử dụng những thang điểm, ví dụ như là đánh giá mức độ hoạt động bệnh theo thang điểm là DAS 28, từ 28 và 28 khớp. Thế thì cái thang điểm DAS 28 này do tác giả Prevost đề xuất năm 1995 là đánh giá dựa vào 28 khớp, có giá trị dự báo mức độ tàn tật và tổn thương X-quang tốt hơn so với các chỉ số khác. Đấy, và người ta đánh giá cái sự phương pháp DAS 28 này để đánh giá mức độ hoạt động bệnh là đơn giản và dễ thực hiện. Người ta chỉ cần dựa vào cái số khớp, đến số khớp sưng, đến số khớp đau, đánh giá tốc độ máu lắng là SP và thang điểm VAS, và người ta nhập vào phần mềm máy tính là người ta ra số điểm ngay. Đấy. Ngoài ra ở trên lâm sàng thì người ta đánh giá còn có những thang điểm khác, ví dụ như là theo thang điểm CDAI hoặc là SDAI. Thế thì cái đó là những các cái tiêu chuẩn mà nó tương đối đơn giản, có thể đánh giá rất là nhanh mức độ hoạt động bệnh trên lâm sàng. Thì các bạn có thể phân loại được cái mức độ là bệnh đuôi bệnh hay là thấp, hay mức độ hoạt động bệnh là trung bình hay là cao. Thế và từ mỗi một cái mức độ hoạt động bệnh thì các bạn có biện pháp điều trị phù hợp. Thế tiếp theo thì các bạn đến chẩn đoán biến chứng của bệnh viêm huyết họng thấp. Thì các bạn nhìn thấy là viêm huyết họng thấp có biến chứng gãy xương do sự gia tăng các cái nồng độ của các cái cytokine như là interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha. Nó kích thích hoạt động của các hủy cốt bào gây tăng quá trình hủy xương. Ngoài ra những các vấn đề về tuổi hay là lạm dụng corticosteroid cũng đẩy nhanh quá trình mất chất khoáng của xương. Hậu quả là cái bệnh nhân viêm huyết họng thấp có nguy cơ gãy xương cao gấp 2 lần so với người bình thường. Ngoài ra thì cái viêm khớp cổ tay thì có thể làm hẹp ống cổ tay, chèn ép thần kinh giữa, gây hội chứng ống cổ tay. Ngoài ra cái bệnh nhân viêm huyết họng thấp có thể gây các biến chứng ở các cơ quan khác như là tim mạch, rồi hô hấp, về mắt. Về tim mạch thì bất kỳ cái màng tim nào ví dụ như nội tâm mạc, cơ tim hay màng ngoài tim đều có bị tổn thương. Về phổi thì tổn thương rất là đa dạng, từ viêm phế quản, viêm phổi kẽ, tràn dịch màng phổi. Nguyên nhân là do cái thâm nhiễm nhu mô phổi bởi các u hạt viêm granuloma. Đó là các cái marker của bệnh tự miễn. Và tổn thương mắt hay gặp là cái viêm khô kết mạc, viêm giác mạc chấm nông, viêm teo tuyến lệ là một trong những hội chứng của Sjögren. Hội chứng Sjögren chính là viêm teo tuyến ngoại tiết tự miễn, gây cái tổn thương tuyến lệ, tuyến nước mọt, tuyến tụy với những biểu hiện chính là khô mắt và khô miệng. Cái hội chứng Sjögren này gặp trong khoảng 1/3 bệnh nhân viêm huyết họng thấp, và trong một số trường hợp có thể gây những biến chứng nặng như là viêm củng mạc, nhiễm củng mạc, gây thủng giác mạc khi mà bệnh tiến triển nặng. Vấn đề về nguyên tắc được như vậy là chúng ta đã áp dụng công thức chẩn đoán xác định, là chúng ta đã xác định được toàn bộ 7 tiêu chí của bệnh viêm huyết họng thấp và giúp cho chúng ta điều trị cá thể bệnh nhân cũng như là tiên lượng bệnh. Tiếp theo, phần thứ ba là chúng ta điều trị cái bệnh viêm huyết họng thấp. Đầu tiên chúng ta nói về cái nguyên tắc điều trị, là chúng ta viêm huyết họng thấp là một cái bệnh mãn tính kéo dài hàng chục năm, đòi kiên trì điều trị liên tục, có khi hết cả đời. Như vậy chúng ta cần phải phát hiện và điều trị cái viêm huyết họng thấp càng sớm càng tốt để ngăn ngừa các tổn thương không hồi phục tại khớp, và điều trị kết hợp chặt chẽ giữa nội khoa, vật lý trị liệu phục hồi chức năng, ngoại khoa, quản lý bệnh nhân, giáo dục tư vấn tùy theo giai đoạn của bệnh. Và trong cái quá trình điều trị thì cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh và các tai biến, biến chứng có thể xảy ra. Thế thì cái mục tiêu của điều trị viêm huyết họng thấp chính là kiểm soát quá trình viêm khớp, phòng ngừa quá trình hủy khớp, bảo vệ chức năng của khớp,
giảm thiểu tối đa các cái triệu chứng của bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Và vấn đề điều trị cần phải toàn diện, tích cực, dài hạn và theo dõi thường xuyên. Do đó, mục tiêu điều trị là kiểm soát và tránh xuất hiện các đợt tiến triển của bệnh là rất là quan trọng. Ở đây chúng ta sẽ khảo sát cái điều, một cái khái niệm rất là quan trọng trong cái ngành công học, đó là cái cửa sổ cơ hội điều trị. Cái cửa sổ cơ hội điều trị nó là gì? Bởi vì là cái điều trị, cửa sổ cơ hội điều trị tức là cái thời gian từ khi mà triệu chứng viêm khớp đầu tiên cho đến khi cái dấu hiệu tổn thương hủy khớp. Và người ta cái điều trị sớm và tích cực bằng thuốc chống thấp tác dụng chậm đã chứng tỏ sự tồn tại của cửa sổ cơ hội để có thể thay đổi cái tiến trình của viêm khớp dạng thấp trong 3 tháng đầu khởi phát của bệnh. Còn khi bệnh đã tiến triển thì điều trị, mục tiêu điều trị thành công và cải thiện bệnh khó khăn hơn. Do vậy khi mà bệnh nhân mới có những biểu hiện viêm khớp đầu tiên thì các bác sĩ đa khoa cần nên chuyển bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp để có thể chẩn đoán ngay ra bệnh. Thì càng sớm thì cái diễn biến của bệnh càng trở về gần với cả cái diễn biến lý tưởng của bệnh, là bệnh có thể là ổn định bệnh về lâu dài. Còn nếu mà không điều trị bệnh thì theo tiến triển tự nhiên thì bệnh càng ngày tiến triển nặng lên và dẫn đến tàn phế. Về cái điều trị thuốc bệnh viêm khớp dạng thấp hiện nay bao gồm có 3 nhóm. Một là nhóm điều trị triệu chứng, gọi là nhóm 2 là nhóm điều trị cơ bản hay là DMARD. DMARD là thuốc điều trị thuốc chống thấp có tác dụng chậm hay thuốc chống thấp làm thay đổi tiến trình của bệnh. Cái nhóm thứ ba là nhóm mới là thuốc sinh học hay là gọi tác nhân sinh học, biologic agent. Thế thì cái nguyên tắc điều trị thuốc là kết hợp nhiều nhóm thuốc, ví dụ như điều trị triệu chứng bằng thuốc chống viêm, thuốc giảm đau và thuốc DMARD ngay từ giai đoạn đầu của bệnh. Và các thuốc điều trị có cần có thể phải duy trì nhiều năm, thậm chí phải dùng suốt đời. Riêng corticosteroid, đấy các bạn nên nhớ, thì chỉ điều trị ngắn hạn trong những các đợt tiến triển của bệnh. Thuốc điều trị về triệu chứng thì bao gồm thuốc chống viêm nonsteroid và corticosteroid, hay là các thuốc giảm đau có cái tác dụng mà kiểm soát biểu hiện viêm cấp tính. Còn các cái thuốc điều trị cơ bản hay là còn gọi là nhóm thuốc DMARD kinh điển có vai trò quan trọng trong việc điều trị ổn định bệnh và cần điều trị kéo dài, vì các cái thuốc điều trị cơ bản chỉ có thể phát hiện, thể hiện cái tác dụng chống thấp sau 2 tháng điều trị. Do vậy thì các cái thuốc điều trị cơ bản cần kết hợp sớm với cả các điều trị triệu chứng. Và khi các DMARD đã phát huy tác dụng hiệu quả thì có thể giảm liều hay là dừng liều điều trị triệu chứng. Các cái thuốc mà điều trị cơ bản thì bao gồm 4 thuốc chính là methotrexate, thuốc HCQ, salazobirin và leflunomid. Các cái thuốc sinh học ấy thì được coi là các cái DMARD sinh học, ví dụ như là kháng TNF alpha, ức chế interleukin 6, ức chế thanh phô bào B, được chỉ định với cả cái thể kháng điều trị DMARD kinh điển ở thể nặng hoặc là tiên lượng xấu, và cần trao đổi với các bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp trước khi sử dụng các thuốc sinh học. Đấy, thế thì các bạn lưu ý như thế. Cái nhóm thuốc mà chống viêm không steroid NSAID thì có 2 nhóm được sử dụng rộng rãi. Là nhóm đầu tiên là nhóm ức chế không chọn lọc, thuốc 1 là được sử dụng 70 năm nay và đã. Tuy nhiên các thuốc này có nhiều tác dụng phụ. Đấy, đặc biệt trên đường tiêu hóa có thể gây nhiều những cái biến chứng như là xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày, tử vong. Thế gần đây thì người ta mới nhận diện được các cái hai cái thể đồng dạng của cyclooxygenase, là không một là ức chế enzyme bản thể có nhiều
ở mô và liên kết và liên quan đến việc sản xuất các cái prostaglandin cần thiết cho quá trình khẳng định nội môi bình thường. Còn trái lại, cái cốc 2 là enzyme cảm ứng, tìm thấy được các mô lành với nồng độ thấp nhưng tăng lên rõ rệt trong các mô bị viêm và liên quan đến sinh tổng hợp prostaglandin E2 ở vị trí viêm. Vì vậy, vì các cái thuốc chống viêm không steroid thông thường ức chế viêm vừa có nhiều tác dụng phụ, do vậy trong 30 năm trở lại gần đây thì xuất hiện các cái thuốc kháng viêm ức chế chọn lọc cốc 2 có tác dụng là giảm thiểu khoảng 50% nguy cơ ở trên đường tiêu hóa và rất ít tác dụng phụ. Đó là các thuốc ví dụ như là celecoxib, meloxicam, etoricoxib. Tuy nhiên, cần thận trọng sử dụng ở những bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch và đái tháo đường. Đấy. Ngày nay thì người ta ưu tiên các cái thuốc chống viêm ức chế chọn lọc cốc 2 do bệnh nhân phải dùng dài ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý các chống chỉ định và phòng tránh các tác dụng không mong muốn. Ví dụ như là luôn lưu ý bổ sung thuốc giảm đau nhóm paracetamol nó kết hợp. Tuy nhiên, một cái đặc điểm của cả cái nhóm thuốc này là thuốc không làm chậm sự tiến triển hay là phá hủy tốt trong viêm huyết thấp. Cái thuốc chống viêm corticosteroid thì bao gồm thuốc ví dụ như là prednisone, methylprednisolone, từ được dùng ngắn hạn trong những lúc chờ đợi các thuốc điều trị cơ bản có hiệu lực và được chỉ định ở trong những cái đợt tiến triển. Thì trong cái đợt tiến triển thì chúng ta chỉ cần dùng liều 0,5 đến 2 mg một ngày và trung bình nhỏ 20 mg một ngày, và cần điều dùng giảm sớm khi mà có cải thiện lâm sàng, và thấp nhất là cố gắng duy trì liều thấp nhất là 7,5 mg một ngày prednisone, và kết hợp với thuốc điều trị cơ bản đối với các cái thể mà tiến triển về cấp mà đe dọa tính mạng của bệnh nhân thì sử dụng các đồ bolus hay là pulse therapy. Đấy, thì là truyền tĩnh mạch. Đấy, 500 đến 1000 mg methylprednisolone điều trị trong 3 ngày liên tiếp, sau đó chuyển về liều thông thường. Có thể lặp lại liệu trình này mỗi tháng một lần, mỗi tháng khi mà cần. Thế thì tuy nhiên thì các nhà thuốc học họ nghiên cứu rằng là, đặc biệt là các nhà thuốc học Pháp, họ tạo ra một cái phác đồ đơn giản hơn là mini bolus cortisone. Đó là dùng cái người ta chỉ cần dùng cái liều tương đối thấp thôi, là 80-120 mg methylprednisolone pha trong 200 ml dung dịch lít trong 2 giờ và dùng 3 đến 5 ngày. Đấy, ngoài ra thì người ta trường hợp cần tiêm nội khớp, ví dụ như là tiêm diprospan hoặc depomedrol, hoặc đối với các cái khớp sâu thì cần tiêm dưới sự hướng dẫn của siêu âm như khớp vai, khớp háng, và kết hợp với cái điều trị cơ bản. Tiếp theo chúng ta đến cái nhóm thuốc điều trị cơ bản. Thì các bạn lưu ý rằng là cái thuốc điều trị cơ bản nó gồm hai nhóm chính, một là nhóm DMARD tổng hợp và nhóm DMARD sinh học. Cái nhóm DMARD tổng hợp lại chia thành hai nhóm là nhóm kinh điển và nhóm mục tiêu. Thì cái cơ chế của cái nhóm mục tiêu là không mới, các bạn lưu ý là cái của tofacitinib là ngăn chặn hoạt động của các men là Janus kinase. Thì những cái men này đóng vai trò quan trọng trong quá trình viêm và giúp, như vậy dùng thuốc mà ức chế của các cái men này thì giúp giảm viêm và các triệu chứng khác của bệnh. Còn thuốc DMARD sinh học bao gồm có hai nhóm, nhóm DMARD chính gốc và DMARD tương tự, với giá cả chỉ khoảng bằng 1/2 đến 2/3 so với cả nhóm chính gốc. Thế thì vấn đề là về chỉ định của những các cái thuốc DMARD sinh học thì chúng ta phải nói đến cái hạn chế của thuốc DMARD kinh điển là trong cái phương pháp về kim tự tháp truyền thống thì DMARD thường bắt đầu dùng tương đối muộn trong quá trình của bệnh và sau đó thì không được sử dụng một cách nhất quán. Còn mô hình hiện nay là DMARD cần sử dụng sớm sau khi mà khởi phát viêm huyết thấp và tiếp tục suốt quá trình điều trị của bệnh, và để góp phần đạt được sự cải thiện cơ bản
về kết cục lâu dài cho bệnh nhân viêm khuyết thượng thấp. Thế thì cái kết hợp cái bộ ba DMARD kinh điển, ví dụ methotrexate, sulfasalazine. Đấy. Thế thì cái ở đây thì các bạn nhìn thấy thì chúng ta hạn chế của cái thuốc kinh điển là nó khoảng 70% cái bệnh nhân đáp ứng với cả thuốc DMARD kinh điển thôi. Thế do chính vậy thì người ta phải chuyển sang dùng cái thuốc DMARD sinh học. Thế các bạn nhìn thấy ở đây là cái thuốc DMARD sinh học thì nó là trở nên một cuộc cách mạng trong cái điều trị cái bệnh viêm khuyết thượng thấp. Thì các bạn nhìn thấy, thế thì đầu tiên thì các bạn thấy rằng là cái thuốc DMARD sinh học nó là tác nhân sinh học và nó tác động trực tiếp vào thành phần cụ thể của hệ thống miễn dịch, ví dụ như là cytokine, làm giảm cái quá trình viêm. Đây là những các cái chất mà được sản xuất từ tế bào hoặc sinh vật sống. Còn các những không giống như các loại thuốc thông thường thì có nguồn gốc hóa học. Đấy. Và những cái tế bào hoặc sinh vật sống như vi khuẩn, nấm men, tế bào có nguồn gốc động vật. Thì phần lớn các cái thuốc sinh học này là các kháng thể tương tự giống như kháng thể tìm thấy tự nhiên trong cơ thể chúng ta. Và cái liệu pháp mà sinh học ấy thì nhằm mục tiêu ngăn chặn cái cơ chế viêm bằng cách ức chế các cái chính xác một tế bào nào đó hoặc cái chất trung gian hóa học như cytokine. Đấy, thì thuốc sinh học có cái mở chính là của cách mạng trong điều trị viêm khuyết thượng thấp, do hiệu quả điều trị chống viêm tốt, tác dụng nhanh, khả năng dung nạp tốt, làm chậm cái quá trình hủy khớp và bảo tồn chức năng tốt cho bệnh nhân. Thì từ năm 2009 tới hơn 10 năm nay thì những các thuốc đã được sinh học đã sử dụng tại Việt Nam với khoảng hơn 1.000 trường hợp. Và từ 5 năm nay thì các thuốc sinh học đã được bảo hiểm chi trả 50%, làm tăng cái cơ hội điều trị cho bệnh nhân. Thì về cái cơ chế của các cái thuốc sinh học thì các bạn thấy đây là sơ đồ cho thấy cái cơ chế cái bệnh lý khớp viêm khớp tự miễn và cái cơ chế điều trị đích của các thuốc sinh học trong điều trị viêm khuyết thượng thấp. Thì các bạn, viêm khuyết thượng thấp là khớp viêm tự miễn với sự kích hoạt của miễn dịch tế bào và sản xuất ra các tự kháng thể bởi các cái tương bào. Do đó, do các cái tế bào lanh phô bào kích hoạt và chuyển dạ, và các cái tế bào có thẩm quyền miễn dịch như đại thực bào, rồi tế bào T, tế bào B tương tác với nhau với sự tham gia của các cái cytokine, quan trọng nhất là các interleukin 1, 6 TNF alpha. Các cytokine là chất trung gian hóa học quan trọng của quá trình viêm phá hủy khớp, và việc sử dụng các chất kháng cytokine này làm kìm hãm quá trình viêm và hủy hoại khớp. Như vậy thì là cái chỉ định thuốc sinh học là viêm khuyết thượng thấp có cái yếu tố tiên lượng nặng của bệnh, ví dụ như là có yếu tố tiên lượng xấu, cái thứ hai là viêm khớp giảm thấp muộn và mức độ hoạt động bệnh thấp nhưng mà lại không đáp ứng với cả DMARD kinh điển, cái thứ ba là viêm khuyết thượng thấp muộn nhưng mà có mức độ hoạt động bệnh thấp nhưng có yếu tố tiên lượng nặng, hoặc là cái mức độ hoạt động trung bình và cao nhưng lại không đáp ứng với thuốc DMARD kinh điển. Thế vậy thì khuyến cáo điều trị của theo cái Hội Thuốc học châu Âu năm 2016 thì các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn nhìn thấy ở đây rất là rõ là cái khuyến cáo này nó gồm có 3 pha. Đấy, thì cái tức là gồm có 3 bước. Đấy, khuyến cáo tương ứng với cái cách thức sử dụng DMARD tùy theo đáp ứng của bệnh nhân cũng như sự có mặt của các yếu tố tiên lượng xấu. Thì pha 1 của khuyến cáo thì là xác định là các cái thuốc DMARD đầu tay trong điều trị viêm khuyết thượng thấp. Khi mà đã xác định viêm khuyết thượng thấp thì chúng ta lập tức sử dụng luôn DMARD. Và cái thuốc lựa chọn đầu tay là methotrexate. Nếu mà có chống, tuy nhiên nếu chống chỉ định methotrexate thì dùng sang levulonamide hay là salazopirin. Nếu có cái hiệu quả cải thiện sau 3 tháng hoặc là đạt được cái mục tiêu sau 6 tháng điều trị
thì chúng ta vẫn tiếp tục giảm liều, vẫn tiếp tục điều trị giảm liều. Đấy. Và tuy nhiên chúng ta cần phải điều chỉnh liều hoặc thay liều nếu sau 3 tháng không cải thiện. Nếu mà cái pha 2 thì được bắt đầu với sự lựa chọn thuốc DMARD mới. Thì nếu mà thất bại với cái loại DMARD kinh điển mà không có yếu tố tiên lượng xấu thì chuyển sang một loại DMARD khác hoặc phối hợp các DMARD với nhau. Phương án thứ hai là khi mà thất bại với methotrexate và có yếu tố tiên lượng xấu thì kết hợp ngay với thuốc sinh học hoặc là ức chế RAS. Đấy, RAS kinase, RAS kinase. Thế thì khi bệnh nhân dùng cái đơn trị liệu thuốc sinh học mà cái không mà không dùng được methotrexate thì có thể dùng chọn ức chế interleukin 6 hoặc ức chế RAS. Khi mà đạt cái hiệu quả nuôi bệnh bền vững thì có thể giảm liều hoặc giãn liều, chứ không nên nuôi bệnh, không nên ngừng vì có khả năng tái phát bệnh. Đến pha 3, bắt đầu khi mà có lựa chọn với các cái thuốc mới, khi mà pha 2 thất bại thì có thể lựa chọn bất kỳ thuốc sinh học khác như là ức chế interleukin 6, ức chế tế bào B hoặc ức chế TNF alpha, hay là ức chế RAS hoặc là abatacept. Và lưu ý rằng khi đạt cái lưu bệnh bền vững giảm liều, giãn liều không nên ngưng vì có thể khả năng tái phát. Và đa số bệnh nhân khi mà tái phát vẫn có thể tiếp tục dùng thuốc trước đây đã dùng. Thì theo khuyến cáo mới nhất là của ELA năm 2019 thì nhấn mạnh là đến cái mục tiêu điều trị theo mục tiêu với sử dụng sớm với methotrexate, và nếu mà không có đạt được mục tiêu thì và có yếu tố tiên lượng xấu thì bổ sung ngay thuốc DMARD sinh học hoặc là ức chế RAS, và khi nuôi bệnh bền vững có thể giãn liều thuốc sinh học. Còn ở Việt Nam thì là năm 2016 thì chúng ta đã có cái tiêu chuẩn của cái phác đồ điều trị tại Việt Nam và được Bộ Y tế thông qua. Thì ở đây chúng ta lưu ý là một số mốc thời gian để thay thuốc ở đây là 6-12 tháng. Nguyên nhân là do điều kiện sử dụng thuốc sinh học của Việt Nam còn hạn chế. Nhiều bệnh nhân chưa có điều kiện về kinh tế và bảo hiểm để tiếp cận các thuốc sinh học. Và tuy nhiên cái phác đồ này cũng chưa được cập nhật lắm. Hiện nay thì một số thuốc sinh học như là kháng etanercept enbren không được lưu hành Việt Nam, và lại có thêm những các cái thuốc mà ức chế TNF alpha khác, ví dụ như infliximab, adalimumab hay là golimumab. Và các cái biện pháp mà điều trị hỗ trợ cái viêm khớp dạng thấp hiện nay thì chúng ta cần phòng ngừa và điều trị các biến chứng của bệnh và các bệnh kèm theo. Và ví dụ như chúng ta nên điều trị bằng thuốc chống loãng xương, ví dụ nhóm bisphosphonate với các bệnh nhân mà điều trị glucocorticoid trên một tháng, hay là đối với những các cái bệnh nhân mà có cái yếu tố nguy cơ tiêu hóa thì điều trị thuốc ức chế bơm proton, hoặc là nếu mà kèm thuốc điều trị Helicobacter pylori nếu có nhiễm trùng HP. Khi thiếu máu có thể bổ sung acid folic sáp hoặc vitamin B12. Vấn đề phục hồi chức năng ấy, thì chúng có tác dụng chống dính khớp, có nhiều bài tập để giảm đau, để giảm cứng, chống dính khớp. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý rằng cần tránh cái vận động quá mức ở các bệnh nhân ở các khớp bị tổn thương, và tránh các cái động tác có thể gây đau, tăng đau, và khuyến khích người bệnh vận động và tự phục vụ bằng các cái dụng cụ phù hợp như là quần áo dày, dép mềm dễ mặc, rồi cài bằng khóa dán. Đấy, cốc nhẹ, thìa có cán dài và to, tránh đứng hoặc ngồi quá lâu, nên dùng can hỗ trợ đối với bên khớp bị đau. Và điều trị về ngoại khoa, ví dụ như là nội soi, rửa khớp, hoặc là cái thay khớp nhân tạo, hoặc là cái điều trị phẫu thuật chỉnh hình đối với các cái gân, các cái cơ khớp nhỏ bàn tay. Thì các cái phẫu thuật tinh tế này bắt đầu được triển khai để nhằm đảm bảo chức năng vận động cho bệnh nhân. Thế thì ngoài ra thì về dự phòng cái viêm khớp dạng thấp,
Alo. Và dự phòng thì chúng ta phải rèn luyện cái lối sống lành mạnh cho bệnh nhân, như chế độ ăn uống hay là tập thể dục, hay là bỏ các thói quen xấu hoặc là thư giãn, tránh căng thẳng trong cuộc sống. Thì cái ví dụ như là những biện pháp tập thể dục, đi bộ, đi xe đạp, bơi, hay là lối sống lành mạnh thì bỏ ăn uống điều độ, kiêng cái chất béo bão hòa, ăn nhiều chất béo thực vật hay là cá, hoa quả tươi, tập thể dục điều độ. Đấy là những các cái biện pháp mà hỗ trợ cho bệnh viêm huyết áp thấp. Rất là cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Các bạn có câu hỏi gì không? Mời các bạn, mời ý kiến của các bạn. Rồi. Nào, các bạn nào có ý kiến thì các bạn cứ thoải mái đi. Mời các bạn. Bạn nào có ý kiến về có cái comment hoặc là có cái câu hỏi gì không, hỏi thầy Ngọc không? Đấy, các bạn ghi cái số điện thoại của thầy Ngọc, để cần gì thì các bạn liên hệ. Các bạn nào có ý kiến nào hỏi không, có liên hệ gì hỏi cho người nhà mình hay là cho bạn bè hay là cho những cái trường hợp đi lâm sàng không? Thì các bạn có rất nhiều câu đấy, nên tôi thì tôi ghi. Hello, chào thầy. Mời bạn. Thế em đi ở viện thì ngày trước đi khoa nội tiết thì thấy rất nhiều bệnh nhân là sử dụng thuốc glucosamine ạ. Thì cái thuốc đấy nó có ảnh hưởng gì đến bệnh hay là ảnh hưởng gì đến các cơ quan khác không ạ? Rồi, rất là cảm ơn bạn. Cái glucosamine thì thực sự nó là cái thuốc mà thường hay hay là cái thực phẩm chức năng thường hay được điều trị trong thoái hóa khớp. Thì những các cái bệnh mà đi bệnh nội tiết thì là nó ảnh hưởng rất nhiều đến khớp của chúng tôi. Là thường hay những cái bệnh nhân khớp hay tiểu đường rồi thứ thì cái do sơ vữa những các cái mạch máu thì nó làm máu nó nuôi khớp rất là kém, dễ bị thoái hóa khớp sớm. Nên họ dùng cái glucosamine thì cũng không có vấn đề gì, cũng tốt thôi, nhưng mà đấy không phải là điều trị bệnh chính đâu em ạ. Thế là trong cái đấy nó là điều trị bệnh kèm theo. Đấy thì là cái đấy nó là dự phòng thôi. Thì cái đấy thì không phải là cái điều trị mà nó là cái bổ sung thôi. Rồi, bạn nào hỏi câu hỏi nào nữa không? Các bạn cứ thoải mái đi. Vâng, hỏi đúng thầy. Ừ, đúng rồi. Rất cảm ơn bạn. Bạn rất là tích cực. Có bạn nào hỏi trong quá trình thực hành không? Có rất nhiều. Tôi nghĩ các bạn đi rất là nhiều trên các khoa rồi đi lâm sàng. Rồi các bạn góp ý về những các cái áp dụng, những các cái công thức của chẩn đoán xác định của thầy Ngọc ở trong những các cái... trong các phân môn khác, ví dụ như là tim mạch hoặc là tiêu hóa rồi thận nội tiết hô hấp, thì các bạn có những các thắc mắc gì các bạn cứ đặt câu hỏi để thầy Ngọc giải đáp cho bạn. Đấy, tùy các bạn, ý các bạn như thế nào các bạn kể ra đi, thoải mái đi, không sao cả. Rất đấy, cơ hội để các bạn giao lưu với thầy Ngọc, học hỏi kinh nghiệm. Nào, ý các bạn còn có cái gì nữa không? Hy vọng là cái bài nói bài giảng của tôi sẽ giúp ích cho các bạn được nhiều trong cái quá trình thực hành của các bạn sau này, sẽ giúp cho các bạn trở thành những các bác sĩ giỏi, và các bạn có thể là sau này các bạn có thể tự hào được với cả cái đào tạo của Y Hà Nội, là những các cái đào tạo mà rất là tuyệt vời, giúp cho các bạn là thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn rất là cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn, và chúc các bạn mạnh khỏe, thành công và mọi sự may mắn và hạnh phúc nha. Rồi chào các bạn.